ngỡ ngàng với giá tai nghe không dây, mà Louis Vuitton trình làng. Những chiếc tai nghe có giá 299 đô la gần 7 triệu đồng sau khi được thêm các họa tiết độc quyền từ thương hiệu Louis Vuitton, thì đã tăng lên thành 1090 đô la hơn 25 triệu đồng. Đầu năm 2019, Louis Vuitton chính thức lấn sân vào lĩnh vực công nghệ và tai nghe với cặp tai nghe không dây siêu sang đầu tiên mang tên Horizon, với trị giá 1.000 đô la, ảnh, Louis Vuitton. Dù bị chê là có mức giá trên trời, nhưng tai nghe của LV vẫn rất được lòng giới mộ điệu những người sẵn sàng chi hàng ngàn đô cho các sản phẩm thời trang, ảnh, Louis Vuitton. Thừa thắng sông lên, Louis Vuitton tiếp tục cho ra mắt phiên bản tai nghe Horizon Uberchick. Phiên bản mới này được xuất xưởng với 5 phiên bản, màu sắc khác nhau, bao gồm đen, trắng, đỏ tươi, hồng, và vàng neon. Ảnh, Louis Vuitton. Về thiết kế, Logo chữ LV được khắc trên hình tròn kim loại tạo nên tổng thể sang trọng cho sản phẩm. Ảnh: Louis Vuitton. Ở phiên bản màu hồng, họa tiết monogram quen thuộc của LV lại càng khiến cho chiếc tai nghe này trông sang hơn hẳn. Ảnh: Louis Vuitton. Còn về cấu hình, tai nghe mới của LV đã được nâng cấp nhiều thứ bao gồm pin 10 tiếng, chế độ nghe xuyên thấu, cải thiện chống ồn chủ động và microphone nhạy hơn để cho âm thanh rõ hơn khi đàm thoại. Ảnh: Louis Vuitton. Được biết những tai nghe này được thiết kế và sản xuất bởi Master và Dynamic, một hãng âm thanh có trụ sở tại New York và có giá thực tế là 299 đô la gần 7 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi được thêm các họa tiết độc quyền từ thương hiệu LV thì giá của nó đã tăng lên thành 1090 đô la hơn 25 triệu đồng. Ảnh Louis Vuitton, theo đánh giá của cư dân mạng, đa phần mọi người cho rằng tai không dây của LV có thiết kế đơn giản nhưng đủ thể hiện sự tinh tế tầm sang trọng xứng đáng với số tiền bỏ ra, dẫu vậy, có không ít người tỏ ra quan ngại, và cho, rằng nó quá đắt đỏ, với giá hơn 1.000 đô la. Họ cho biết bản thân có thể mua nhiều phụ kiện hay ho hơn. Thậm chí, đã đủ mua iPhone 11 Pro của Apple. Ảnh, Louis Vuitton, mọi người rất muốn biết bạn nghĩ như nào. Hãy, để lại bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại